Cũng trong sáng nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức hội nghị triển khai công tác giám sát phản biện và hoạt động giám sát đại biểu dân cử năm 2023. Dự hội nghị có Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến. Năm 2022, Mặt trận các cấp tổ chức giám sát 133 chuyên đề, tổ chức 54 cuộc phản biện xã hội liên quan đến các dự án, chương trình, kế hoạch trên địa bàn thành phố. Trong đó có 52 cuộc bằng hình thức hội nghị, 2 cuộc bằng hình thức đối thoại trực tiếp với cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản. Năm 2023, Mặt trận các cấp và các hội đoàn thể tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện có sự đổi mới theo hướng chủ động, hiệu quả và thực chất. Nội dung giám sát phản biện xã hội đảm bảo trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn những vấn đề lớn, quan trọng, liên quan mật thiết đến đời sống nhân dân, hình thức thực hiện phù hợp, đáp ứng tình hình thực tiễn, tập trung nguồn lực thực hiện một cách đồng bộ, dứt điểm và có kết quả cụ thể. Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cũng đã triển khai kế hoạch giám sát hoạt động của đại biểu dân cử năm 2023. Thông qua đó, góp phần nâng cao vai trò trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên trong công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền nhằm tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, củng cố niềm tin trong nhân dân.